Thì hôm nay chúng ta sẽ chữa cái bài 16.9 này. Bài này thì bài phi tuyến một chiều. Đấy. Tức là trong cái mạch phi tuyến chỉ có điện trở phi tuyến thôi. Ở đây thì có một cái điện trở phi tuyến là R2, có đặc tính phi tuyến của nó trong biểu thức giải tích, đó là U2 bằng 2 I2 bình phương. Còn lại R1, R3, R4 là tuyến tính. Nguồn một chiều E bằng 54V. Người ta yêu cầu tính dòng các nhánh của mạch điện bằng phương pháp đồ thị. Muốn làm phương pháp đồ thị này thì chúng ta phải biến đổi về một cái mạch đơn giản hơn. Chúng ta dùng đồ thị, chúng ta giải dòng điện và điện áp. Dòng điện qua cái phần tử phi tuyến R2 và điện áp đặt trên phần tử phi tuyến R2. Thế đầu tiên thì ta sẽ biến đổi mạch một chút này. Sơ đồ mô hình 16.20 thì lúc này mình sẽ biến đổi tương đương là R3, R4 là mắc song song với nhau. Ta biến đổi tương đương này. Sơ đồ này, ta có sơ đồ tương đương. Sơ đồ. Sơ đồ tương đương như sau này. Ta vẽ lại sơ đồ. R1 R1 vẫn đây thôi. R2 phi tuyến. Còn đây là R34. Rồi. Thế là cái sơ đồ tương đương này. Thì chúng ta biến đổi tương đương này thì cái R34 này, R34 ấy. Thì lúc này bằng R3 song song với R4, do đó tích trên tổng bằng R3 nhân với R4 chia cho R3 cộng R4. Rồi. Thay số bấm máy thì ta sẽ ra. Tuy nhiên bài này nó hơi đặc biệt một chút, đó là R3 bằng R4. Hai cái một cái nhánh hai phần tử mắc song song, R3 mắc song song R4 mà có điện trở bằng nhau thì ta lấy một cái chia đôi, tức là 60 chia 2 là 30. Đấy, ôm. Bạn nào không tin có thể bấm máy 30 ôm. Đấy. Thầy thì tính nhanh thế. Tiếp tục này. Để tách cái nhánh R2 ra, tức là ta phải sử dụng máy phát điện tương đương. Như vậy chúng ta đẩy cái nhánh này ra ngoài và đẩy cái nhánh R34 vào trong. Đấy. Hai này mắc song song mà ta đẩy được. Vậy cái sơ đồ chúng ta sẽ đơn giản một chút này. Đấy, thành một cái sơ đồ nữa. Sơ đồ đẩy đi. Vẫn thế thôi, nhưng chúng ta chỉ thay đổi vị trí hai cái nhánh thôi. Hai nhánh mắc song song nhau, đẩy ra ngoài vào trong. Dễ rồi mà. Đây vẫn là E1 này. E1. Đây là R1. Đây là R34. Và đây là R2 phi tuyến. R2 phi tuyến đây. Ok. Tiếp tục. Ta cắt. Đây là 1. 1 phẩy. Cắt 1 1 phẩy. Hay dùng máy phát điện tương đương ấy. Máy phát điện tương đương cắt 1 1 phẩy. Cắt 1 1 phẩy. Thì ta sẽ có sơ đồ như sau. Thì ta có sơ đồ này. Sơ đồ. Sơ đồ cắt 1 1 phẩy nha. Thế khi cắt 1 1 phẩy phía đằng này này thì được coi là một cái máy phát điện tương đương. Đó, thì ta sẽ biến đổi nó trở thành một cái phát điện tương đương có E0 này. Và đây R0. Đó, đây vẫn là 1 và đây vẫn là 1 phẩy. Còn đây là R2 phi tuyến. Mạch lúc này rất là gọn đúng không? Và khi đó thì ta sẽ có như sau này, E0 bằng R0 trước đi. R0. Nên ta thấy là bằng gì? R1 và R34 mắc song song với nhau. R1 rất may R1
Và R34 lại bằng gì? Lại bằng nhau. Lại bằng nhau thì mình cứ viết biểu thức đã. R1 nhân với R34 chia cho R1 cộng với R34. Đúng không? Và hai thằng nó bằng nhau như vậy thì bằng một cái chia đôi, chính là bằng cái chia đôi bằng 10 thế. 15 ohm. Đó, 15 ohm. Rồi. Tiếp tục. Ta tính E0. E0. E0 này thì chính là bằng U hở. Đây U hở đây. E0 bằng U hở đây, U hở ở hai điểm. Đây này, đây là U hở đây. Đó. Thế U hở chính là bằng U trên R34, thế tức là bằng U hở bằng U trên R34. UR34 thì bằng Y nhân với R34, tức là chúng ta tính cái vòng này. Đúng không? Tính trong cái vòng này thì ta có Y nhân R34, Y thì bằng E1 chia cho R1 cộng với R34. Rồi nhân với R34 thì ta được như sau: E1 chia cho R1 cộng với R34. Rồi nhân với R34. Mà chúng ta chú ý này, R1 và R34 bằng nhau, do đó cái điện áp trên cái R34 ý, thì bằng cái E này chia đôi. Đấy, không tin thì tính nhá. Đấy, nhưng mà thầy tin rồi, xong rồi. Thì bằng E1 chia đôi, E1 chia đôi, chia 2. 54 chia 2 thì bằng 27, đúng không? Bằng 27 V. Đó. Thế ta sẽ có thằng này rồi. Được chưa nhỉ? Thế bây giờ chúng ta sẽ viết cái phương trình U ở đây. U hai cực, đây chính là U đây. Đây Y. Đấy, cái U hai trong mạch vòng này. Hai mạch vòng này thì ta sẽ có này, K2 này. K2 cho vòng V. Đấy, cho cái vòng này. Đấy, K2 phương trình K2 nhá. Cái U hai đấy thì ta có Y nhân với R0. Y nhân với R0 cộng với U thì bằng gì? Bằng E0. Rồi. Ở đây rút ra U, quan hệ U với Y, ta có U thì bằng gì? U bằng E0 trừ đi R0Y. Hay nói tóm lại, ta có là U bằng bằng nhiều, E là bao nhiêu đây? 27 trừ đi R0 là 15 Y. Đó. Thì ta được một phương trình. Phương trình này chính là một cái đường thẳng, quan hệ đường thẳng giữa U và Y. Và ta kết hợp với cái ta kết hợp với cái thằng nào? Kết hợp với cái thằng phi tuyến này thì vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ. Và lúc này chúng ta thấy này, giao của gì? Đường thẳng và đường, đây đường parabol đúng không? Parabol. Tại đâu thì đấy chính là dòng điện Y chạy trên R2. Y trên R2. Y này chạy thẳng đây mà, đúng không? Đó. Thì lúc đấy ta được, bây giờ ta vẽ hình thôi. Đấy chứ nhỉ? Ok, bây giờ ta vẽ hình này. Đấy. Phương trình này ta giữ lại để ta vẽ hình, vẽ đồ thị đấy. Giải phương pháp đồ thị mà ta bắt buộc ta phải vẽ đồ thị. Được chưa? Rồi, ok. Thế trước khi vẽ đồ thị thì chúng ta thấy như này. Thực ra cái bản chất của vẽ đồ thị thì nếu để vẽ được, tìm được nghiệm chính xác mà trên đồ thị thì nhiều, rất nhiều người sẽ không làm được đâu. Bởi vẽ cái mức độ vẽ thì không thể chính xác tuyệt đối 100%, đúng không? Do đó để vẽ được, tức là giống như chúng ta minh họa thôi, thì chúng ta phải bấm máy trước để xem nó cắt nhau ở đâu. Thế về cắt nhau ở đâu thì đây giống như là tương giao của hai đồ thị thôi. Thì ta bấm máy để phương trình bậc 2 rất là dễ dàng thôi. Ta bấm máy phương trình bậc 2 rất dễ dàng. Đây, máy tính đây. Đấy, được chưa? Thế bấm máy phương trình bậc 2 này.
hai cái thằng này cho nó bằng nhau. Tức là 2 y 2 bình phương, trong trường hợp mình để cho y thôi, là 2 y bình phương thì bằng 27 trừ đi 15 y, đúng không? Chuyển vế sang thì ta được là 2 y bình cộng với 15 y trừ 27. Vậy ta bấm máy này, bấm máy trước. Đó, bấm phương trình bậc 2 thôi, chắc ai cũng biết bấm. 2 bằng 15 trừ 27. À, một cái là 3/2, tức là chúng ta thấy này, x bằng 3/2, tức là nó cắt nhau tại y bằng 3/2, đúng không? Cái điểm y ấy, à, hay là dòng điện y này này bằng 3/2, y này đóng vai trò là x mà, đúng không? U đóng vai trò là y trong cái hàm số mà, đúng không? 3/2 tức là 1.5. Thế còn một cái nghiệm nữa là trừ 9 là âm rồi, người ta sẽ không xét, người ta xét cho nó cùng chiều dòng giả thiết. Đấy, chiều dòng giả thiết, và lúc này nó sẽ là trừ 9 nó sẽ bỏ qua. Vậy chúng ta sẽ vẽ như sau. Đấy, chúng ta vẽ này. Vẽ nha. Vẽ đồ thị. Đây, chúng ta vẽ đây. À, vẽ rộng rộng thôi cho nó dễ nhìn, đúng không? Tên hơi to thì cả đó. Ok. Chụp xong này. Đây là chụp y này. Đây là u này. Đây góc tọa độ O này. Thế mình vẽ bằng 2 y bình trước này, vẽ 2 y u bằng 2 y bình. Thế vẽ parabol chắc ai vẽ được, đúng không? Đầu tiên thì parabol thì chúng ta sẽ lấy, thực ra chúng ta lấy được khoảng 5 điểm, nhưng mà chúng ta chỉ vẽ y dương thôi, chúng ta chỉ cần 3 điểm thôi. À, y bằng 0 thì u bằng ấy, u 0 vậy đi qua góc tọa độ này. Y bằng 1 thì nó bằng 2. Y bằng 2 thì nó bằng mấy? 2 nó bằng 8. Ai là 8 thì nó hơi cao nhỉ? 1, 2, 3, 4. Đây, cứ mỗi một thằng này là 2 đơn vị nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8, được chưa? Đấy, đây là 2 này. Đây là 4 này, 6 này, 8 này. Được chưa nhỉ? Ở đây mình lấy đây một đơn vị đi. 1 này. 2 này. 3 này. 1 2 3. Ok chưa? Đấy. Thế đầu tiên thì y bằng 1 thì u bằng 2 là điểm này này. Thứ hai thì nó bằng mấy? Bằng 8, nó điểm đây. Đúng không? Gióng sang mà. Đấy. Chờ, bây giờ vẽ này. À, vẽ parabol thì chắc là ai cũng biết vẽ rồi, hình dạng parabol biết rồi. Vẽ. Nó lên đoạn này này, vẽ đi. Run quá. Đấy. Ước lượng thế thôi. Vẽ bằng máy tính này nó cũng hơi trơn nên khó. Đấy, ví dụ đấy, vẽ được ok nhá. Thế nhỉ? Thế nhá. Xong, vẽ cái thằng thứ nhất. Đây là đường u bằng gì? U bằng 2y bình phương. Được chưa? Thế ta vẽ cái thằng u bằng gì? Đây là vẽ, đầu tiên là ta vẽ cái thằng này rồi. Bây giờ vẽ thằng u bằng 27 trừ đi 15y. Đúng không?
27 trừ 15 y thì bây giờ đúng ra theo vẽ đường thẳng này cho y bằng 0 thì u bằng 27 đúng không nhỉ? 27 nó cao chót vót lên mãi trên này này. Thì khả năng là khó vẽ, chúng ta sẽ là cho y bằng 1 đi. Y bằng 1 thì u bằng mấy? 12 cơ. Đây 8 này, 10 này. Đây 12 đây. 1 là 12 là điểm này. Tùy các bạn thôi, vẽ đường thẳng học từ lớp mấy thôi. Lớp mấy vẽ đường thẳng rồi, hàm bậc nhất đi. Hả? Từ cấp 2 thôi. Nếu bạn nào không biết vẽ thì về bảo mấy em học cấp 2, lớp 7, lớp 8 gì đấy. Phụ đạo cho 1, 2 buổi. Đấy, mình lấy điểm thứ nhất là y bằng 1. Thay y bằng 1 vào đây này. Thì 27 trừ đi 15 thì bằng 12. Đấy 12 đây, 1, 12 đây. Thế tiếp tục. Y bằng mấy nữa nhỉ? Nếu cắt ra cho bằng 0, u bằng 0 thì y bằng 27 phần 15. 27 phần 15 là khoảng bao nhiêu nhỉ? 27 phần 15. Bấm máy cái. 1 phần mấy? À 1,8, ừ thêm 1,8. 1,8 thì đây là 1 này. Đây 1,8 chỗ này. Đúng không? 1, 2, 3, 4, đây 1, 2, 3, ừ. Đây 5 thì là 0,2 mà. 5 mà 10 đi rồi, đây 8 đây. Không phải, cứ ước lượng thôi đúng không? Chia cho 0,5 này, chia 5 thì 8. Mình ước lượng thôi, tầm tầm đây. Hả? Cái gì u? Sao lại u được? Chứ u bằng 0 thì y bằng 1,8 chứ không biết giải hả? Đây chỗ u bằng 0 này. 0 bằng 27 trừ đi 15 y. Giải ra y bằng bao nhiêu? Y bằng 27 phần 15. Bấm máy bằng 1,8 đúng không? Đây các bạn bấm như thầy không bấm đâu nhá. Sai đâu các bạn chịu. Đang định bấm thì các bạn bảo 1,8. Đây 1,8 đây gì? Đây đường thẳng đi qua mấy điểm? 2 điểm. Tuy nhiên ấy, đúng ra là mình phải nhầm nó cắt nhau ở tại đâu? 1,5 là đoạn này này, đúng không? Thế thay 1,5 vào đây xem là y bằng nhiêu? À u bằng nhiêu, thay 1,5 vào đây. Đấy, để chúng ta xem đúng ra ấy, mình phải chỉnh cho nó qua cái điểm đó. Đây này. Nha, ví dụ như là bao nhiêu? 4,5 này. 4,5 tức là chỗ này chúng ta đây là 5 này đúng không? 4,5 ở đây đúng không? Nó phải đi qua điểm này. Cũng đúng, gần đúng đấy. Đây. Được chưa? Đấy, nó phải đi qua điểm đó. Gần gần sát. Đấy, 4,5 hạ xuống. Rồi. Nói chung là mình, rồi bây giờ mình vẽ thôi. Vẽ một cái đường thẳng đi qua đó. Từ điểm này. Kéo qua đây. Đúng không? Chuẩn phết đấy nhở? Đó. Thì mà cắt nhau tại cái điểm này không? Đây, cắt nhau tại điểm này. To to, to to ra. Ví dụ điểm A đi chẳng hạn. Thì hạ xuống đây. Mình tính trước rồi mà. Ghi chỗ này là 1 phần mấy? 1,5. Đoạn này là 4 phải gì? Đó. Thế là dễ thấy. Từ đồ thị ta thấy là y bằng 1,5 và u bằng 4 phải gì? 15. Vậy từ đồ thị, từ đồ thị thì suy ra là y bằng bao nhiêu? 1,5 và u bằng bao nhiêu? 4,5. Hay nói cách khác, y2 bằng bao nhiêu? 1,5a và u2 bằng 4,5v. Được chưa? Thế bây giờ mình tiếp tục mình nhé. Mình tính thôi. Có u đây bao nhiêu rồi? U2 đây bằng bao nhiêu? Bằng 4,5. Đúng nhỉ? Thì đây mình y đây y3 đi. Ở đây y mấy? Y4 đi. Vậy thì y3 bao nhiêu? Thì bằng u3, tức là bằng u2 chia cho r3. Bấm máy bằng y mấy?
Y4 thì bằng U2 chia cho R4 bằng, và Y1 đây, Y1, và từ đấy suy ra Y1 thì bằng Y2, đây là Y2 đây, Y2 vừa rồi đây, Y2 chúng ta đây, bằng Y2 cộng với Y3 cộng với Y4, thay số vào, thế là xong, kết luận. Đấy, xong rồi kết luận, ok. Là Y1 bằng Y2 bằng Y3 bằng Y4 này bằng, thế là xong. Đấy, nhiệm vụ chúng ta làm rất là đơn giản như vậy, không có gì khó khăn cả. Chúng ta thay số và ta bấm máy thôi. Thêm một cái bài vẽ đồ thị, nó là như vậy. Quan trọng là ta vẽ được đồ thị và chỉ ra cái điểm giao cắt là xong. Đấy. Quan trọng nhất là cái chỗ thứ nhất là biến đổi về để về làm máy phát điện tương đương và đưa một cái hình đơn giản. Đấy. Thì cái đấy là cái mà chúng ta cần lưu ý đối với phương pháp đồ thị.